À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 11, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với bài số 3, lạm phát. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thế nào là lạm phát và chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Với câu hỏi trang 16, em hãy chia sẻ hiểu biết của mình về vấn đề kinh tế đang diễn ra trong trường hợp sau đây. Ngày cuối tuần, H được cùng bố đi chợ. Khác với mọi lần, H thấy bố rất băn khoăn, cân nhắc khi mua sắm vì giá hàng hóa nào cũng rất tăng cao. H còn được nghe cô bán hàng tạp hóa nói với bố, giá cả tăng, khách mua hàng ít hơn nên kinh doanh cũng gặp khó khăn bác ạ. Từ đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chia sẻ hiểu biết của mình về vấn đề kinh tế đang diễn ra trong trường hợp này nhé. Tôi thấy rằng vấn đề kinh tế diễn ra trong trường hợp trên là lạm phát. Lạm phát được hiểu là sự tăng mức giá chung của các hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một thời gian nhất định. Lạm phát gây ra những hậu quả tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội. Tiếp theo, ta sẽ đến với câu hỏi 1 trong 16. Em có nhận xét gì về sự biến động chỉ số giá tiêu dùng các năm trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2021? Ta có thông tin sau. Theo Tổng cục Thống kê năm 2021, lạm phát ở Việt Nam được kiểm soát ở mức thấp là 1,84%. Trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu ngày càng tăng cao, giá nguyên liệu vật liệu đầu vào cho sản xuất, giá cước vận chuyển liên tục tăng, nhưng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 1,84% so với năm trước. Theo Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2021, Nhà xuất bản Thống kê năm 2022. Từ thông tin trên, em có nhận xét gì nhỉ? À, ta thấy rằng chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái biểu đồ tốc độ tăng CPI của các năm, giai đoạn năm 2016 đến năm 2021. Ở đây, ta thấy rằng năm 2016 là 2,66%, năm 2017 là 3,53%, năm 2018 là 3,54%, năm 2019 là 2,79%, năm 2020 là 3,23%, năm 2021 là 1,84%. Từ biểu đồ này, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận xét về sự biến động chỉ số giá tiêu dùng của các năm trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2021 nhé. Ta thấy rằng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Việt Nam có nhiều biến động. Cụ thể, năm 2016 đến năm 2018, chỉ số CPI có xu hướng tăng từ 2,66% năm 2016 tăng lên mức 3,54% năm 2018. Năm 2018 đến năm 2021, chỉ số CPI có xu hướng giảm từ mức 3,54% năm 2018 giảm xuống còn 1,84% năm 2021. Ta sẽ đến với câu hỏi 216. Chỉ số 1,84% phản ánh điều gì? Ta thấy rằng chỉ số 1,84% cho thấy mặc dù bối cảnh lạm phát toàn cầu ngày càng tăng, nhưng lạm phát ở Việt Nam trong năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp. Tiếp theo, ta sẽ đến với câu hỏi 118. Em có nhận xét gì về mức độ lạnh ở nước ta năm 2021? Tức mức độ lạm phát ở nước ta năm 1986, 2010 đến năm 2011, 2012 đến năm 2013. Ta có thông tin như sau. Cuối năm 2010, lạm phát hai con số kéo dài 13 tháng đến tháng 10 năm 2011 khiến CPI tăng 11,75% năm 2010 và 18,3% năm 2011. Trước tình hình đó, chính phủ và các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát, nên chỉ số giá tiêu dùng đã giảm xuống mức một con số là 6,81% năm 2012 và 6,04% năm 2013. Đẩy lùi lạm phát trong những năm qua là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đưa kinh tế vĩ mô Việt Nam đi dần vào thế ổn định. Thông tin 2, năm 1985, chỉ số CPI tăng đến 92%,
năm 1986 tăng tới 775%, nền kinh tế bước vào thời kỳ lạm phát dữ dội với tỷ lệ tăng 3 con số kéo dài trong 2 năm tiếp theo. Phân phối lưu thông trong tình trạng rối đen, khiến diễn biến theo chiều hướng xấu, giá cả tiếp tục biến động phức tạp, đồng tiền mất giá nhanh, tâm lý người tiêu dùng không muốn giữ tiền mặt, tìm cách mua hàng dự trữ để bảo đảm, làm tăng thêm tình trạng căng thẳng về hàng hóa vốn đã thiếu so với nhu cầu. Từ đó, chúng ta có nhận xét gì về mức độ lạm phát ở nước ta nhỉ? Ta thấy rằng năm 1986 ở Việt Nam, chỉ số tiêu dùng CPI ở mức rất cao, đạt 775%, mức tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ như vậy được xếp vào loại hình lạm phát phi mã. Trong những năm 2010 đến năm 2011, chỉ số CPI liên tục ở mức cao, năm 2010 đạt 11,75%, năm 2011 đạt 18,13%, mức tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ như vậy được xếp vào loại hình lạm phát phi mã. Trong những năm 2012 đến năm 2013, nhờ có những giải pháp kiềm chế và kiểm soát lạm phát của nhà nước, nên chỉ số CPI đã giảm xuống ở mức một con số, đạt 6,81% năm 2012 và 6,04% năm 2013. Mức tăng giá cả hàng hóa, dịch vụ như vậy được xếp vào loại hình lạm phát vừa phải. Ta sẽ đến với câu hỏi 218. Ở mỗi mức độ đó, lạm phát tác động đến kinh tế xã hội ở nước ta như thế nào? Ta biết rằng mức lạm phát phi mã trong các năm 1986, 2010 đến năm 2011 gây bất ổn nghiêm trọng cho nền kinh tế. Lúc này, đồng tiền bị mất giá một cách nhanh chóng, lãi suất thực tế giảm. Lạm phát ở mức vừa phải, năm 2012 đến năm 2013, giá cả hàng hóa thay đổi chậm, khiến nền kinh tế phát triển tương đối ổn định, đời sống của người dân bớt khó khăn. Ta sẽ đến với câu hỏi 119. Theo em, vì sao giá thực phẩm, giá năng lượng tăng và là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2011 tăng? Ta có thông tin như sau. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân năm 2021 tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau. Giá xăng dầu trong nước tăng 31,74% so với năm trước, giá ga tăng 25,89%, giá gạo tăng 5,79% so với năm trước, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 7,03%. So với năm trước, do giá xi măng, sắt thép cát tăng. Từ thông tin trên, ta sẽ cùng nhau đi trả lời xem vì sao mà giá thực phẩm, giá năng lượng tăng là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2021 tăng nhé. Ta sẽ cùng nhau đi giải thích như sau. Năng lượng, xăng, dầu, ga, thực phẩm và vật liệu là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Khi các yếu tố đầu vào tăng giá thì chi phí sản xuất sẽ tăng cao, từ đó đẩy giá của cả nhiều sản phẩm, hàng hóa trên thị trường tăng, từ đó dẫn đến tình trạng lạm phát. Ta sẽ đến với câu hỏi 219. Thông tin 2, mục các loại hình lạm phát cho biết nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát tăng cao ở giai đoạn 1985 đến 1987. Ta có thông tin như sau. Năm 1985, chỉ số CPI tăng đến 92%. Năm 1986 lên tới 775%, nền kinh tế bước vào thời kỳ lạm phát dữ dội với tỷ lệ tăng 3 con số kéo dài trong 2 năm tiếp theo, phân phối lưu thông trong tình trạng rối ren, diễn biến theo chiều hướng xấu, giá cả tiếp tục biến động phức tạp, đồng tiền mất giá nhanh, tâm lý người tiêu dùng không muốn giữ tiền mặt, tìm cách mua hàng dự trữ để đảm bảo, và tăng thêm tình trạng căng thẳng về hàng hóa vốn đã thiếu so với nhu cầu. Từ đó chúng mình sẽ cùng nhau đi cho biết các loại hình lạm phát và nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn 1985 đến năm 1987 nhé. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn năm 1985 đến năm 1987 là do đồng tiền mất giá quá nhanh, khiến tâm lý người tiêu dùng bất an. Lúc này thì người tiêu dùng không muốn giữ tiền mặt mà tìm cách mua hàng hóa để dự trữ, dẫn đến tình trạng cầu lớn hơn cung, từ đó đẩy giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Ta sẽ đến với câu hỏi 119. Em hãy chỉ ra hậu quả do lạm phát tăng cao gây ra trong thông tin trên. Thông tin như sau. Tháng 10 năm 2022, lạm phát của các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, Eurozone và tăng mức kỷ lục 10,7%. Tỷ lệ Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo mùa đông năm nay hơn một nửa quốc gia trong khu vực này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Em hãy chỉ ra hậu quả gây ra lạm phát tăng cao, đó là
Hậu quả đó là lạm phát ở mức 10,7% có thể khiến hơn một nửa quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Mặt khác, khi mà giá cả hàng hóa tăng cao thì chi phí sinh hoạt sẽ đắt đỏ, sẽ khiến cho mức sống của người dân châu Âu bị giảm sút. Đó là hậu quả của lạm phát tăng cao. Tiếp theo, ta sẽ đến với câu hỏi 219. Theo em, lạm phát tăng do giá lương thực và năng lượng tăng có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và các hoạt động kinh tế xã hội? Ta thấy rằng lương thực và năng lượng là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Khi mà giá cả của yếu tố đầu vào tăng sẽ khiến cho chi phí sản xuất tăng, đẩy giá thành sản phẩm tăng lên cao hơn. Khi mà giá thành sản phẩm tăng cao, nhu cầu tiêu dùng của người dân hạn chế lại, từ đó tác động đến việc giảm quy mô đầu tư của các doanh nghiệp, làm cho kinh tế suy thoái, tình trạng thất nghiệp sẽ gia tăng. Mặt khác, cũng bởi giá cả hàng hóa không ngừng tăng nên dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa, tạo nên sự khan hiếm và thị trường nhiễu loạn. Ta sẽ đến với câu hỏi 319. Em hãy kể những hậu quả khác mà lạm phát có thể gây ra đối với nền kinh tế và xã hội. Chúng ta có thể kể một số hậu quả mà lạm phát có thể gây ra. Đầu tiên là đối với nền kinh tế, sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đẩy giá thành sản phẩm lên cao, tác động trực tiếp đến quyết định giảm quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa khiến cho thị trường nhiễu loạn. Đối với đời sống xã hội, giá cả hàng hóa cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ sẽ làm cho mức sống của người dân trong xã hội giảm sút, các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ bị tiết chế và giảm thiểu lại. Do quy mô sản xuất bị thu hẹp nên nhiều người mất đi việc làm, không có thu nhập, đời sống bấp bênh, gặp nhiều khó khăn. Lạm phát tăng cao kéo dài có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Ta sẽ đến với câu hỏi 120, nội dung khoản 2, khoản 4, điều 3 luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thể hiện nhà nước thực hiện việc kiểm soát lạm phát như thế nào. Ta có thông tin như sau. Điều 3 luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 quy định một số nội dung liên quan đến lạm phát như sau. Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hàng năm, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ. Như vậy, sau khi đọc hai thông tin trên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời xem Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện việc kiểm soát lạm phát như thế nào nhé. Ta thấy rằng nhà nước đã luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức cho phép, đưa ra các chính sách, biện pháp và sử dụng các công cụ điều tiết để kiềm chế, đẩy lùi lạm phát. Đó là một số hoạt động mà nhà nước đã thực hiện để kiểm soát việc lạm phát. Ta sẽ đến với câu hỏi 220. Nhà nước đã có vai trò như thế nào trong việc kiềm chế lạm phát trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020? Ta có thông tin như sau. Công tác điều hành kiểm soát lạm phát những năm gần đây đạt được kết quả quan trọng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong việc xây dựng và thực hiện các kịch bản điều hành giá những mặt hàng quan trọng, thiết yếu như là dịch vụ y tế, xăng, dầu, điện, v.v. phù hợp trong từng giai đoạn. Nhờ vậy, giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 là giai đoạn thành công trong việc kiểm soát lạm phát. Vậy nhà nước đã có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát, kiềm chế lạm phát vào giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 nhỉ? Ta thấy rằng trong những năm 2016 đến năm 2020 để kiềm chế lạm phát, nhà nước đã xây dựng và thực hiện các kịch bản điều hành giá những mặt hàng quan trọng, thiết yếu như là dịch vụ y tế, xăng, dầu, điện, v.v. phù hợp trong từng giai đoạn. Tiếp theo, ta sẽ đến với câu hỏi phần luyện tập 1 trang 21. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau và vì sao? A. Giá cả một vài hàng hóa tăng, chứng tỏ nền kinh tế đang lạm phát. B. Trong thời kỳ lạm phát tăng cao, thì người gửi tiền tiết kiệm sẽ bị thiệt. C. Lạm phát là biểu hiện đồng tiền của quốc gia bị mất giá. D.
lạm phát luôn ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế. Sau khi đọc 4 ý kiến trên, ta sẽ cùng nhau đi kiểm nhận xét xem các ý kiến này là đúng hay là sai và vì sao nhé. Với ý kiến A, ta không thể nào đồng tình bởi vì lạm phát là một sự tăng mức giá chung của các loại hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một thời gian nhất định. Nếu mà chỉ có một vài hàng hóa tăng, các mặt hàng khác vẫn giữ nguyên giá cả thì chưa thể kết luận được nền kinh tế đang trong tình trạng lạm phát. Ý kiến B, ta đồng tình vì lạm phát và lãi suất huy động thường có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng sẽ cao hơn so với mức lạm phát một chút để đảm bảo giá trị tiết kiệm cho khách hàng. Trường hợp lạm phát tăng cao và quá nhanh, đồng tiền bị mất giá, trong khi lãi suất huy động không có sự điều chỉnh, thì những người gửi tiết kiệm sẽ bị chịu thiệt thòi. Ý kiến C, ta đồng tình bởi vì ở mỗi quốc gia, trong điều kiện bình thường, một đơn vị tiền mua được một đơn vị hàng hóa, dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, khi mà lạm phát xảy ra, với một đơn vị tiền đó, người tiêu dùng chỉ mua được một lượng hàng hóa, dịch vụ ít hơn so với trước đây. Ý kiến D, ta không đồng tình, bởi vì lạm phát chỉ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế khi mà ở mức lạm phát phi mã và siêu lạm phát. Lạm phát ở mức độ vừa phải sẽ kích thích sản xuất kinh doanh phát triển. Tiếp theo, ta sẽ đến với câu hỏi phần luyện tập 2. Em hãy cho biết những biến động sau đây có thể làm cho lạm phát tăng hay không và vì sao? A. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh. B. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu nhập khẩu trong khi giá của chúng đang tăng cao. C. Giá xăng tăng cao. Sau khi đọc 3 ý ở trên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cho biết những biến động ở đây có thể khiến cho lạm phát tăng hay không và vì sao nhé. Ta thấy rằng ở trường hợp A, có thể gây ra lạm phát bởi vì hoạt động xuất khẩu tăng mạnh đồng nghĩa với việc nhu cầu tiêu dụng, tiêu thụ hàng hóa của thị trường nước ngoài tăng lên, từ đó dẫn đến việc tổng cầu của cả thị trường trong và ngoài nước tăng. Nếu mà tổng cầu tăng nhưng tổng cung không thay đổi, các doanh nghiệp không mở rộng sản xuất thì sẽ dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm, từ đó đẩy giá sản phẩm lên cao và gây lạm phát. Trường hợp B và C có thể gây ra lạm phát vì nguyên liệu, nhiên liệu và xăng, năng lượng là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất khiến chi phí sản xuất tăng cao, từ đó làm cho giá cả của nhiều loại hàng hóa trên thị trường tăng và gây lạm phát. Vừa rồi ta đã cùng nhau đi trả lời xong câu hỏi phần luyện tập 2. Tiếp theo ta sẽ đến với câu hỏi phần luyện tập 3 trang 21. Em hãy thể hiện thái độ của mình đối với hành vi của chủ thể ở các trường hợp dưới đây và cho trong việc chấp hành chủ trương chính sách nhà nước về lạm phát. A. Ngân hàng Y muốn duy trì mức lãi suất huy động vốn thấp trong khi chính phủ đang chủ trương thực hiện chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. B. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thì Ủy ban Nhân dân huyện C đã huy động phát phong trào tiết kiệm, thắt chặt chỉ tiêu công của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước. C. Giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng cao, thành phố H tăng cường kiểm soát giá và sử dụng hiệu quả mạng lưới phân phối của các siêu thị để bình ổn giá. Sau khi đọc 3 trường hợp này thì chúng mình sẽ cùng nhau đi thể hiện thái độ đối với hành vi của chủ thể mà trong việc chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước về lạm phát nhé. Với trường hợp A, ta không đồng tình với hành vi của ngân hàng Y bởi vì việc chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ, tăng lãi suất huy động, giảm mức cung tiền, v.v. là một biện pháp tích cực góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân và hộ dân gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Việc ngân hàng Y mong muốn duy trì mức lãi suất huy động vốn thấp sẽ gây cản trở cho chính sách phát triển kinh tế chung của nhà nước, đồng thời gây thiệt hại cho các khách hàng của ngân hàng Y. Trường hợp B, ta đồng tình với hành động của Ủy ban Nhân dân huyện C vì cắt giảm chỉ tiêu công cũng là một biện pháp tích cực góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Trường hợp C, ta đồng tình với hành động của thành phố H, việc tăng cường kiểm soát giá cả và mạng lưới phân phối sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa, từ đó góp phần bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Ta sẽ đến với câu hỏi phần vận dụng trang 21. Em hãy viết bài chia sẻ cách chi tiêu hợp lý khi mà lạm phát tăng cao. Cô có gợi ý về một số cách chi tiêu hợp lý khi mà lạm phát tăng cao.
đó là sử dụng tiết kiệm năng lượng, xăng dầu, điện, ga, v.v. Chuyển sang sử dụng những mặt hàng thay thế có giá trị chất lượng gần tương đương nhưng giá thành rẻ hơn. Ví dụ như là chuyển từ việc sử dụng đồ nhập khẩu sang các thương hiệu uy tín trong nước, tái sử dụng các đồ dùng cũ với những món đồ không quá thiết yếu, ví dụ như là đồ chơi, quần áo, v.v. Tránh giữ nhiều tiền mặt mà nên lựa chọn kênh đầu tư phù hợp với tình hình, ví dụ như là bất động sản, vàng, v.v. Không thực hiện hành vi đầu cơ, tích trữ hàng hóa. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.